Sáng nay Đài Thiên Văn đo được 9 độ, là thời tiết lạnh nhất từ vào đông đến nay. Hôm nay gió thổi rất mạnh, luồng gió cũng rất mạnh. Các vị khán giả khi ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Nè, chúc mừng nha. Cảm ơn. Tự nhiên ngồi đi. Uống ly nước đi. Cảm ơn. Lát đưa dòng món lên liền. Được. Cảm ơn anh. Tự nhiên ngồi đi. Tiếp đãi không chu đáo. Nè, mình cũng ngồi đi. Xin lỗi nha. Nè, Mẫn đâu? Tôi kêu cô không cần tới. Má công cô bị cảm lạnh nữa, hiểu chưa? Lại không cho em đi, ngồi đây ngắp gió tây bắc. Đồ ăn có liền thôi, lạnh lắm hả? Mình sao? Đã tới quán dì hè đại tiệc thì xác định bị người ta nói bản thân không có tài, làm mất mặt mọi người. Lát nữa có ăn ngay mà. Đừng cãi nữa, mọi người uống bia trước đi, thức ăn sẽ dọn lên liền. Cạn ly, cạn nha. Thiệt tình, ông đang làm cái gì vậy? Nè, anh đừng suốt ngày cãi nhau ở đây mà. Trời ơi, anh ráng nhịn rồi đó. Ông với là chồng thức anh, anh còn chia chơi ông cờ bạc, liên lụy gia đình của anh. Ông còn chơi anh là mất mặt nữa. Nếu không vợ anh ra đời làm việc sớm, chu cấp để tôi nói đi học, hay đến nói có ngày hôm nay sao? Đúng là qua cầu rút ván mà. Được rồi, anh đừng tức giận nữa. Tóm lại từ nay chúng ta ráng sống tốt một chút. Anh ráng chịu thêm tối nay đi được không? Thanh à, ba chỉ có đứa con gái, từ nay ba giao nó cho con. Yên tâm đi ba, tôi sẽ lo cho cổ đàng hoàng mà. Tiếc là má nó mất sớm, nếu nhìn thấy Thiếu Hà có nơi nương tựa như vậy chắc chắn sẽ mừng lắm. Chào mọi người. Thức ăn tối nay có hợp khẩu vị hay không? Nếu hợp khẩu vị thì ăn no một chút. Nhưng bây giờ tôi muốn mời một nhân vật chính của tối nay, Thanh lớn tiếng và Thiếu Hà lên đây nói dạy câu với mọi người, được không? Được. Hay lắm. Cảm ơn. Nhỏ tiếng chút đi. Chào mọi người. Tôi không biết ăn nói cho lắm, chỉ là người thua lỗ thôi. Nhưng mà tôi muốn nói với má của Thiếu Hà một tiếng. Má yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho con của má đàng hoàng. Cho dù trời có sập xuống, con cũng bảo vệ cho cổ. Con hứa với má, từ nay con sẽ ở bên cổ, không ai có thể ăn hiếp cổ được. Anh Thiếu Hà, em rất thích hoa hồng. Anh chỉ mua có một cành thôi, nhưng mà kẹo mè thì mua một tá lực tặng cho em nè. Sau này anh có tiền, anh sẽ tặng 999 cành hoa hồng cho em. Khờ quá. Nè. Chà, ngọt ngào quá đi. Hôn một cái trước đi có được không? Đừng có nằm mơ, hôn cho con coi sao. Bình thường nói lớn tiếng mà, thì ta chỉ được giỏi cái miệng mà thôi. Ôi trời, trời ơi, đi con với trời. Hình như bị nhảy cuồng dao rồi, để tôi đi coi cái đã. Chà, quỷ quyệt thiệt, hôn thêm một cái nữa đi, được không? Từ đó chúng tôi hạnh phúc vui vẻ. Thuốc bao tử Trần Hán Thanh, giảm đau, kháng viêm. Phải uống lúc no. Bị bệnh còn ăn những thứ đó, lát nữa nôn tới dính đầy sàn, mất công tôi đi lau. Trong bếp còn dư chút cháo, tự mình vô múc đi. Trả lại cho bà, đâu đó rõ ràng mới cần bị người ta nói tôi nợ bà.
Ông làm gì đó? Gì chứ, rửa chảo thôi mà. Miếng rửa nồi sẽ làm trầy chảo chống dính đó. Chảo bằng sắt, bộ dễ trầy vậy sao chứ? Đúng là chút xíu chuyện cũng lo lắng như vậy hả? Ông làm trầy lớp chống dính sẽ bị dính chảo đó. Bà không nói làm sao tôi biết được? Không biết thì phải hỏi. Đúng là làm ơn mắt quan, làm phụ bà một chút cũng lâu thôi à. Giúp tôi, nhà này ông cũng có phần, giống như cần phải làm rồi. Rửa cái chén làm như ghê gớm lắm. Bà làm luôn phần của tôi đi, lần sau đừng hòng tôi giúp cho bà nữa. Càng tốt, khỏi phải phá đám ở đây. Quá đáng vô cùng thiệt tình. Lát nữa chúng ta tới bến tàu Trung Hoàng đi. Tới bến tàu Trung Hoàng sang vậy làm gì chứ? Ở đó có đám người đẹp ca hát nhảy múa, trong đó có một cô Lulu nổi tiếng lắm, từng lên TV nữa đó. Anh thiệt là, nếu là người đẹp thì đâu có tới bến tàu Trung Hoàng nhảy múa. Anh đúng là. Anh không đi nhảy biết đi đâu. Sao hả? Lại đi coi người ta đánh cờ sao? Có nhàm chán quá không? Ê, đi đi, cùng đi giải trí đi ha. Mấy giờ ông về nhà? Có chuyện nói với ông. Cuối cùng cũng không kèm được lòng chịu tìm tôi rồi sao? Cái bà già đó tìm tôi. Tôi về trước nha. Nè, không phải nói vợ anh chọc tức anh đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Trời, bà ta gọi cú điện thoại tới là anh về liền. Vợ chồng với nhau không nên làm thẳng tay quá. Trong chừng bà ta ra ngoài chịu không ít khổ cực nên muốn năn nỉ tôi thôi. Ê, đàn ông con trai đều có nhỏ mọn quá. Hèn chi anh không có vợ, thiệt là. Anh đi tìm Lulu của anh đi. Nè. Kẹo mẹ đó mua ở đâu vậy? Bà. Ngồi đi. Đường ruột không tốt, ăn thanh đạm một chút. Đường ruột không tốt cũng không cần thanh đạm tới như vậy đâu, phải không? Bây giờ đã lỡ nấu rồi. Nè, ăn đi. Ăn. Hôm nay má có một chuyện muốn nói với mọi người. Nữa sao? Sợ quá. Thật ra cũng không có gì, không cần sợ. Chúng ta ly dị bấy lâu, tránh tới tránh lui, đôi bên cũng mệt phải không? Thì đó, tránh cái gì chứ, làm như ăn trộm vậy thiệt là. Cái gì cũng phân chia rõ ràng, cũng ảnh hưởng cuộc sống của chúng lắm. Phải rồi, căn nhà đã rối như vậy rồi, còn dán băng keo khắp cả nhà luôn. Trời ơi, thôi thì xé hết đi ha. Tôi cũng nghĩ như vậy. Muốn thay đổi, trước tiên phải bước bước đầu tiên. Tôi thấy bà chịu bước bước đầu tiên, nên tôi... Tôi muốn dọn ra ngoài ở. Tưởng đâu má muốn nói gì, làm giật mình. Vậy bác dọn đi đâu? Bác xin được ký túc xá do doanh nghiệp xã hội tài trợ, tiền thuê rẻ lắm, bác lo liệu được. Đã xác định như vậy rồi, đừng ở chung nữa. Dọn ra ngoài ở, tôi cần được yên tĩnh hơn. Đồ ăn khó ăn muốn chết được, ăn mì ly còn hơn đó. Cái bà già này, đèn chết cũng cho bạn. Không ngờ anh lại uống giỏi như vậy. Nè, Tế à, lâu rồi chúng ta không gặp nha. Tối nay nhất định phải nói cho đã, không được đi ha. Cũng được. Lần trước chúng ta gặp mặt được 10 năm chưa? Cũng cỡ đó. Lần trước gặp anh là lúc anh Lạc cưới dâu thôi. Phải. Bây giờ anh ở đâu vậy? Anh di dân qua Úc rồi. Anh cũng sướng lắm. Rảnh rỗi thì trồng rau vui vẻ lắm. Nhớ năm xưa dự tiệc của hai người, giống như chuyện hôm qua vậy. Bây giờ con của anh làm đám cưới. Thời gian trôi nhanh thiệt. Trẻ con mỗi ngày một lớn. Vậy thì tôi tài giỏi rồi. Chứng kiến hai người coi mắt, quen nhau, đám cưới, sinh con. Bây giờ còn làm ba má chồng nữa. Hai người quen nhau qua coi mắt sao? Tôi thật sự không biết. Thì đúng là vậy mà. Lúc đó anh mắc cỡ không dám tự mình đi. Hẹn nguyên cả đám chạy xe đạp, nói là ủng hộ tinh thần. Ban đầu tôi sợ ảnh không chịu nói chuyện với Thiếu Hà. Ai ngờ đạp được một hồi, quỷ quyệt lắm. Không biết hai người chạy đâu mất. Còn nữa, hôm sau ảnh về nhà nói với tôi nhất định phải cưới chị làm vợ, phải chăm sóc chị suốt đời. Chuyện xưa như trái đất rồi, còn nhắc lại làm gì? Lúc đó chúng tôi coi trọng cặp này lắm. Nè, sự thật chứng minh chúng tôi đúng mà. Bao nhiêu bạn bè đã ly dị, còn cặp của hai người sóng gió cũng không rời nhau. Đúng đó. Lúc đó, ngày nào anh cũng chạy xe đạp tới đón Thiếu Hà Tăng Sở. Cả đám chúng tôi đều ngưỡng mộ lắm. Họ quen nhau qua xe đạp mà, đương nhiên phải đạp ngày đạp đêm rồi. Nhưng mà tôi nhớ lúc đó ở Nguyên Lãng là chỗ nào vậy hả?
sợ gì. Không có gì chứ. Đúng là không có tiếng luôn. Anh chạy xe đạp sao lại đem theo tôi giết vậy? Ừ, đây là đồ nghề làm việc đó, luôn đem theo trong người. Xong rồi. Anh đưa cho tôi, còn anh thì sao? Không cần đâu, tôi lớn tiếng mà. Đi thôi. Chị Từng nó sẽ sống hạnh phúc với ảnh mà. À, Từng nói chăm sóc cho cổ đàng hoàng mà.